nên là bọn không nhớ thì như cái chân mình mọi người xin nhà cơ bản thì được rồi rồi nhà xin hà đấy rồi rồi đi về được rồi có xin khả năng thì nhà sẽ tự bỏ túc xin nhớ thì là sẽ tôi nhớ nhà số nhà tự biên cho xin nhớ nhà giàu ấy cho cô tông sẽ bỏ nó nên là mình phải được xin nhà tiền đó cô làm mới được làm mà bỏ nó thì thôi xin xin được rồi để thôi xin khả năng đi nhà đó từ đi ra thì đó thì ở đâu gì gì đó bỏ nó thời gian lùi làm đấy anh đông thì mới có nó tôi đi không nhà đi gì cũng tiền gì lấy bài được nhá trả lời tôi đi không nhà đi gì vào đó tôi đi thời gian như gì đấy tôi đi ngay thôi đang xin nhà anh tôi mà xin như thế được không nhỉ như anh để bỏ nó còn mình ra mà xử lý về cái bài được nhá thì là anh nó ai là người xin nhà anh nhà bỏ nó làm được bài được mà khả năng mà là thì chắc cái gì cũng ở xa không bỏ nó ví dụ từ thời gian lúc nhà bài ấy hay là nó phải từ chân nhà xuống xin nhà ao bỏ nó khả năng thoát đi đi về được mà nó xin như thế được quan trị tài sản đi nên là cái má xin nhà sửa mình là cái má thôi cái đã thì được rồi xin nhà thôi cái sau cái đi này xin bài đi sửa và đi mình phải đi học thật là phải đấy là cái này chẳng nhớ là sửa công nhà hiện nay thì cái này nó tiền cho xin cái để trong bộ nó là khuyên nên là mua cái giá này sửa nó như cổ ở khuyên đi nào má lại gì đó cái này thì nhà nó không nhà thì nhà xin mãi đấy cái đó ở trong nhà không như nhà nó thì theo nên bảo nó trong nhà tôi rồi nó thì ấy khổ ấy người của nhà nó ở trong nhà đó cái này thì bây giờ bạn ấy nhà bạn tôi chuyển đến nhà số nhất cháu cô ở thân ấy tôi có lòng muốn cái gia đình này mình sinh nhà ở đó bóng tôi nhà cô ở tôi có lòng muốn cái gia đình sẽ không nhà mình sinh nhà ấy ví dụ như cháu mẹ tôi nhà mình sinh nhà bóng thì đúng như khi đã bắt đầu nên là bởi vì thế sinh nhà chính mình cháu abu bóng abu mới cái gia đình sẽ không nhà mình sinh nhà bạn ấy rồi khi cái đã bắt mà lên đấy abu nhà thoát thể thằng người nào bảo nó thoát thể cũng cố tập mà nó ấp úng mới cái giá vào được không nhà đi để thằng nhà đi được giá trị giá vào đấy đấy đó thì ấp úng mới cái giá vào được không nhà đi được sẽ sẽ gì đó và cái khu chợ của chúng ta lại đó thì ấp úng mới cái giá vào rồi thì không nhà đi thoát thể đi xuống xíu ấp úng thoát đi mới sử dụng nhà phá khu đi cái giá làm như thế tông đi sự cố ở khu đó cái đi đóng mới cái giá vào đấy đó đóng sự cố khu nhà đã có thoát đi xuống nhà đấy ấp úng đi úp nhà đi ở lại cái giá vào được cái gì mà nhá hay là nào thế rồi xin được bỏ nó sẽ phải thực hiện cho cháu tôi đây là người làm việc ra một số nó không về như cái ra vào việc không là đi xin đấy rồi không về cái nào thì tôi nhớ cũng để cháu nhưng là tôi muốn sự cố bỏ nó nếu mà không cho cái đó sẽ đông bỏ nó sẽ đông ở thời điểm này tôi có không muốn cái ra thì làm người sinh nhật tôi sẽ chia sẻ với cái ra vào việc tôi có không không là đi cái ra tham vấn đấy rồi tôi có không không là đi cái đó thì cái ra vào cái nhà này tôi có thể đi được không tôi sẽ chia sẻ với cái ra này sẽ nữa thế thì cái đó chỉ là như vậy thôi nhé. Rồi, bây giờ về đang nhé, vụ thời kỳ nó tông lên sự cố ở khu vực phía bên ngoài cái giá giảm đấy, tông lên sự cố ở khu vực này đã có cơ hội bị xuống đây đấy, ở bù lũ ở biển này cũng được cái giá giảm bao nhiêu nhé. Là đi vào ở vụ thời kỳ đấy, tông lên sự cố của thời kỳ đấy nó sinh ra sẽ không như là gì quá, như là thế giới này sẽ không như là gì, trong một cái đấy tôi cho ở đây nhé, nhưng giảm đi thêm mà nhé. Rồi bây giờ ở đây này đấy, về phần này. A giải đưa cái này đi, 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 a thì nó phải sẽ chạy phía đấy thì nó thì mà xin đấy tông lên sự cố ở khối gỗ bộ vì nó hạt vào đấy cái đó tông lên sự cố ở khối đấy thì chúng ta mà sạt là mới cá ra thì nó xuống hay là mới thay cá ra thì lại mà đấy cái đó ta qua cao mua cá ra thì nó mới dính nhau cho xuống nó cái đó thì mà thay bị hại đấy tông nhà cũ thì mà thay tông nhà cũ thì mà nó tông nhà cũ từ giờ ta qua cao như thế quên đi đâu vậy không nhà đi mẹ tay sang xa đấy mà sau cũ à thôi biến tông nhà cũ ta qua cao mua cá ra vào giờ thì còn nhà đi cũ chạy như ta phải nhá thì nó mới sinh ra nên như thế nên là cha mẹ thay đổi thì không nhà đi người ta sẽ được cha mẹ thay đổi cha đấy cha được cha cũ thì trẻ gì đó nên sinh ra trẻ cả sao lại bạn thì nhá là ăn luôn đấy cha mẹ thay bằng mẹ đấy thì nó tiêu tiêu bị đấy đấy suy bị đấy đấy không như là mà suy như thế nào ăn luôn đấy trong thời gian đó nó thì thà mình nhà cả sao lại già bá chứ không còn này thì mình cả sao lại già bá chứ nên là thì anh bây giờ không có tao thì nhá nên là thì mà như thế này bây giờ không được bao nhiêu cái gì bạn nữa rồi thì mà như thế này bây giờ không được bao nhiêu cái gì đi vào đây đấy, mà sửa thì ở bao bì khỏi như thế, mà khỏi như thế thì nó thể là cái gì lâu quá mà học không được nhá, rồi bao bì khỏi như thế đó, ngồi chơi cao khỏi như thế nó mới sửa được, là mà có bây giờ đấy, ngồi chơi cao khỏi như thế nên lâu quá mới sửa được nhá, thì bà con nên là khi nhớ chơi đi, thì nó đi mang đi ra đây nhé, mới sửa được nhé, tôi đi cái này nhà thôi thì nhé, có một chuyện nhau nhau tiền đi vào tiền thì nó sớm, sẽ về cái này tiền đi ra nhé, cái này thôi đi ra nhé, phải vào phòng được là thấy được cái bài đấy, ngày đó thì bà con phòng được là thấy là sửa được đấy.
nếu lúc nào sau lưu điện mà giải phụ trên cả là thì để biết một điều này lại tôi là lên và không biết gì đấy nó như chung mà tên là xuống này biết nếu lúc nào sau lưu điện phụ trên cả là thì vô này biết nghe chiến mua nghe chiến nó có nó kể thì đâu cần cho thì để tôi trong một lúc anh luôn mà mang cái mà mang cái nhiều này đấy tôi theo cái này ra thì nó được cái nhỏ này chứ không được cái gì nhà ta cần mà đi vậy trong chỉ bài thì nhá thì rồi theo thì mà tôi chỉ là ngày thôi thì nó xuống nó bây giờ sao bao nhiêu nữa nó chia sẻ ra này do ra được đi một cái bài không nhá hay là do ra bao nhiêu người chỉ bài nhé mà nó mà cái mũi tiêu chảo để chảo mũi xịt xóa thì nó bị là khi để tiêu chảo lâu ra sao nó thành một cái khu trên cái là thì để cái khối gì vậy nó sẽ để làm gì để mình xịt cái đó mà cái mũi xịt vào thì cái gì đâu cả nó chỉ bảo là không nhá hay là nó thay được chảo cho nó thì nó đi cái này thôi này đi anh em tiền thì cái này thu ở tại cái gì cả đó như đi một số khoai thau cho vô thằng là sao được cái này thôi là từ đấy còn một số nhóm kia thì này thì đang làm bóng cái này đâu còn một số ba là nó sao bị gọi chú khai thác của những cái hay xịt mà chỉ bảo nhá nó đông nhau này đông nhau sẽ phụ thác là xa đi đó thì nó sẽ được là đi ăn xa đi ở đó tao sợ nó phải đi ngoài đó đấy đông nhau này đông nhau sẽ phụ thác là xa đi có cái gì mới cũng theo cái mô số là trung bình là mô số độ cái giá trị này chú khai sáng của như thế nó phải là như thế nào đấy cái đó thì đây là cái mô thô địa chỉ đấy nhau hai chỉ là mô số nhà số nó có mô số như cũ sẽ là cái mô số gì là trung bình là giá trị mà thì phải nhé cái đó mô số nhà này thì thô địa nhà nhà thì cũng có mô số nhà ở nhà nhà thì cũng giá trị mà có mô số nông thôn thì cái này đấy chỉ nhà cái nó cô nhà cái nó xe nhà cái nó cái tiền sản lượng sản đặc biệt của nó tu tu vì nó giá trị mà thu của người đi vào đấy tu thì người ta đi vào sẽ thấy được lâu gần đủ đáng cái này thu là đủ đáng giá trị này thu của người đi mình lấy cái đồ bị thay thì nó sẽ bán được nhá cái đó mà cái người dân chúng tôi cho mỗi điều hòa này sẽ để vì ở lâu gần thì nó xuống như thế cho nên thì phải bán là bác sĩ cái đấy tôi nhà cố sư cố khổ cháu sư huynh này cố khổ rồi thì phải bán là bác sĩ cũng mong mong gì đấy sẽ để là vừa ở như chỉ bài không nhá cái đó lấy gì mà lấy đấy cho nên là đôi lúc cái gì đấy cho nên anh em tìm người để suy ra cái đấy tôi cho mỗi thì cái gì là mấy gì này cái đấy anh chị thì đóng mấy gì nhá sẽ để vì cái này mình là thu ai cái gì mà suy nghĩ cũng bây giờ như vậy thôi mà cái gì là nhau tôi nhà sư huynh này ra được đúng nó ở đây là tiền tiền mới sinh nhận như thế đấy trong chính vụ thì hoàn là sẽ được như vậy này sau này trong những vụ đấy thì nó phải gắn nhưng mà thu về âm mà khẩn được nữa rồi bây giờ trong bây giờ như cả đó mình là khi mà sinh sẽ được này đâu là ngắm mình như như cái mà sinh đấy đâu là gì sinh ngắm mình thì cái này thôi chứ nhà chị áp chế bài thì đó thì trong tiền mà đi vào sinh cái này thôi chứ mình bây giờ thì bỏ nó cho nó đi vào cái này giờ bây giờ như vậy mình đang gì nữa tại sao không là cái thứ sẽ được như vậy này này thu áp chế này mà ấy cũng được được nhá là cái này đi phòng nhà đi người ăn uống sẽ không cho nhân viên thay thế như tham á là nguyên nhân do cái gia đình này làm được bằng là bao gồm thay giá giá trị giá bao nhiêu bao gồm thay giá cái giá này giá bây giờ xin cái ngon về cái giá này giá bao nhiêu thế á thì như vậy là sao không nhà thầu chỉ chịu được giá này mới xin nhà thầu chỉ này muốn thu về chi phí để chi vậy nhé.